mỗi người mỗi khác, sanh ra trong một gia đình, có đứa thì nó học rất là giỏi, năm nào cũng được phần thưởng hết trơn. Nó gặp Phật Pháp cái nó tin tưởng liền, nghe nói ăn chay cái là nó thích liền. Nhưng mà cũng là trong một gia đình đó, cũng là cha mẹ người đó cũng rất là giỏi, hai vợ chồng đều là nhà giáo hết, có trình độ, thì cũng chung một chỗ đó sanh ra thôi, không phải chỗ nào khác. Nhưng mà sanh ra thì có đứa gì không tin Phật Pháp, rồi không chịu ăn chay, học dốt, là do cái gì? Do cái đời trước của nó vô minh dày đặc hơn. Còn đứa này thì nó thông minh hơn, vô minh ít hơn. Cho nên cái vô minh nó thuộc của quá khứ. Thì như vậy cái câu niệm Phật nó có cái công năng để nó tiêu đi những cái nghiệp của quá khứ, mà tiêu từ từ hồi nào không hay. Nếu bạn chăm chỉ bạn niệm Phật lâu ngày thì nó tiêu nhanh, và thường xuyên niệm thì nó tiêu nhanh, mà ít niệm thì ít tiêu, mà không niệm thì không tiêu. Hiểu chỗ nào? Cho nên cái vô minh để mà bạn lấy trí tuệ Bát Nhã để bạn chiếu kiến ngũ uẩn, để bạn tiêu cái vô minh này khó, vô cùng khó. Và trong một đời này để bạn tiêu hết tất cả những cái nghiệp ác á, không đủ thời gian làm. Mà chư tổ, chư Phật khuyên bạn nên gói gọn. Gói gọn tức là đóng gói những cái nghiệp của quá khứ để đó, không tạo nghiệp tương lai. Không, trong hiện tại không tạo nghiệp để tương lai không nhận quả báo. Đóng gói nghĩa là bây giờ mình đã ăn mặn rồi từ nhiều năm đến hôm nay. Hôm nay mình biết cái nhân của ăn mặn là gián tiếp sát sanh. Mình biết cái nhân của ăn mặn là lúc lâm chung phải trả nợ miệng. Và cái nhân của ăn mặn là ăn thịt chúng sanh là lúc lâm chung nó phải đòi nợ. Mình trả cho nó rất là khó khăn, rắc rối trong cái lúc lâm chung. Cho nên hôm nay mình chấm dứt đóng gói, không ăn mặn nữa, ăn chay. Nhưng mà gia đình của mình không thể ăn chay trường được, nó rắc rối. Chồng con trong cuộc sống nó không thể mình ăn chay được á, thì mình gì? Lừa lừa gấp rau trong nồi thịt ăn, không ăn thịt nữa. Dính nước thịt có mang tội không? Không. Cái người mang tội là thèm, gọi là thành tội. Mà ăn không thèm không thành tội. Mình này chỉ cách ăn chay trong nồi thịt đó nha. Thì như vậy chúng tôi trở lại cái vấn đề là cái công phu để tiêu nghiệp chướng. Cái cách vừa lạy mà vừa niệm Phật, nó phá hôn trầm, nó tiêu si mê. Và nó tiêu si mê hồi nào không hay, nó chứng tâm mùi hồi nào không biết. Chỉ có Phật cùng Phật mới có thể cảm nhận được con người niệm Phật, rồi từ từ nó chứng tâm mùi hồi nào không hay. Cho nên cái người niệm Phật lâu ngày thì nó gì? Nó tiêu hết tất cả những cái phiền não, cái si mê, nó ngấm ngầm nó tiêu ở trong đó. Bởi vì cái món thuốc A-di-đà Phật là món thuốc hoàn hảo, diệu dược. Đức Phật A-di-đà đã chế trong đó đầy đủ cái tá dược rồi. Bây giờ yêu cầu bạn chỉ thành tâm tin tưởng bản niệm đi, thì bạn sẽ thấy kết quả. Có nhiều người hỏi chúng tôi, nghe thầy giảng về tịnh độ thấy quá hay, mà người niệm Phật có kết quả gì? Cứ bạn niệm đi rồi bạn sẽ thấy. Bây giờ nói gì họ cũng chưa tin. Bây giờ họ chưa đạt được sao họ tin? Mà mình nói thì họ kêu mình khoe khoang khoác lác, không à? Nhưng mà bạn cũng sẽ thấy từ từ. Thấy người niệm Phật đó từ từ cái tướng hảo người ta phát ra. Bệnh hoạn từ từ người ta tiêu đi. Cái bệnh hoạn từ từ nó tiêu đi. Rồi gì? Cái trí tuệ từ 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 nó phát triển ra. Và cuộc đời người ta bớt gặp rắc rối. Bớt gặp rắc rối. Và cái công sức của người niệm Phật nó có cái công năng nữa là nó tiêu đi ngã si và ngã ái. Ngã ái thủ hữu trong 12 nhân duyên, nó là nhân của hiện tại, để nó tiếp tục cái quả của vị lai là sanh, lão và tử. Nhân của hiện tại là ái, thủ là giữ, hữu là có. Có cái gì? Có sanh, già, bệnh, chết kéo ra sau. Như vậy trong cái dòng xích 12 nhân duyên này, bây giờ mình phải tu cái gì để có thể mình thoát ra khỏi vòng luân hồi của 12 nhân duyên? Thoát ra khỏi vòng luân hồi của 12 nhân duyên thì chặt ngay cái mắt xích của ái. Bởi vì vô minh hành thức danh sách lục nhập xúc thọ là cái quả của quá khứ rồi. Hôm nay mình khó có thể là mình chuyển cho nó sạch sẽ hết để mình thành Phật. Bây giờ mình chỉ đoạn được cái ái. Mà ái bất nhiễm thì không sanh ta bà. Mà niệm không nhất niệm thì không sanh tịnh độ. Ái bất nhiễm bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Thì tỏ dậy là không còn ái nhiễm thì không còn vào đây. Sở dĩ mình vào đây là do cái ái của cha gặp cái ái của mẹ. Hai người gặp nhau nổ cái đùng mình chui ra, đúng không? Thì mình là tác phẩm của hai nhân vật ái.
thì tác phẩm này cũng nhiễm ái luôn. Đúng không? Không có ái thì sao chui vô đó? Cùng tần số mà. Hiểu chưa? Thì bây giờ con người ở cõi này, mình làm sao để hết cái tâm ái? Bà thì ái cháu, ông cũng ái cháu, rồi cha ái con. Ái tức là quyến liếng, là ràng buộc, là trói buộc, là huề lì. Sư cô này ái sư cô kia, tức là thương quá, quý mến quá, cái gì cũng dành cho nhau, chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện đúng, chuyện sai, cái gì cũng chia sẻ. Và bữa sư cô kia cái quay đầu, cái bắt đầu giận lên, Phật tử cũng rứa. Tức là nếu cái tâm chúng ta mà đạt được bình đẳng rồi, coi ai cũng giống nhau, thì không có rắc rối xảy ra. Không phải là mình thờ ơ, mình không thương họ, rất thương, rất quý, nhưng mà không có dính mắc, không có trói buộc. Không. Cái người nữ người ta bị dính mắc nhiều. Bà cụ chúng tôi bà nói không? Thầy nha, cái tủ bàn Phật ở trên này vài bữa cho thầy Hưng nha. Thầy Hưng là em ruột Giang Nhàn, là con út của bà. Rồi bà chuẩn bị một mớ đồ cho thầy Hưng vậy. Cái Giang Nhàn nói mang xuống bếp xài nghe. Không được, cái này để dành cho thầy Hưng rồi, tôi đi mua mấy ngày hôm nay rồi. Ai đúng không? Chúng tôi kêu bây giờ chỉ có cách đưa bà xuống đó nhốt với đó, bà khỏi thấy thầy Hưng là bà hết ái. Bây giờ phải xuống với đó rồi thôi. Coi như là xa rồi, xa rồi, xa với nó rồi. Ghê. Tức là mình đi tu rồi vẫn còn phân biệt đây là con mình, đây là người đó, đây là người kia, đây là người nọ. Tức là biết nhưng mà không dính mắt thì mới được. Chứ biết mà còn dính mắt thì Phật Di Đà vẫn thấy bạn là kẻ gì? Vẫn là kẻ không đủ tiêu chuẩn. Nhớ cái chỗ nha, nhớ cái chỗ biết chứ không phải là vô tri vô giác nha, như gỗ đá nha. Biết nhưng mà không dính mắt, đây là cái trách nhiệm mình phải lo. Nhưng nó làm cho mình khổ, và nó mạt lị mình, nó xem thường mình, và coi như là nó thương mình, vẫn không dính mắt. Nó thương mình quá, nó nói má ơi, má đi lên chùa như vậy là con ở nhà một mình, không có ai coi con hay không ai coi cháu. Mình nói no, hôm nay là chủ nhật, ta phải lên nghe thầy Nhàn giảng, ta phải đi chùa, mày không có lấy sớ được. Dứt điểm. Nhưng mà tưởng vị sách gói nó kêu má ơi, má bỏ cháu đi, nó khóc nè, má lau nước mắt giùm nó đi. Ồ thương quá, cháu ơi. Rồi sao? Thôi ở nhà với cháu luôn. Cái đó thương mà dính mắt. Hiểu không? À. Hôm nay chúng tôi không phải tự khoe khoang. Thầy Hưng thì là người xuất gia tỳ kheo, đi tu cũng mười mấy hai chục năm. Chưa có cái thất ở, chúng tôi xây cái thất dưới đó. Nhưng chúng tôi cũng lo cho các chú đầy đủ chỗ ở, phòng ốc. Mãi đến hôm nay gọi là 30 năm đi tu, có được một cái thất ở bên cạnh phụng dưỡng cho mẹ chúng tôi. Thực sự mà nói là mình đi đến cái mức niệm Phật làm sao á, mà để cho cái tâm ái này bắt đầu nó giảm từ từ. Nó giảm đến một cái giai đoạn là nó không có tác hại và mình không dính mắt. Không có dính mắt. Phật vẫn thương phụ hoàng là vua Tịnh Phạn. Khi vua Tịnh Phạn á, mà băng hà tức là thị tịch mất á, ngài vẫn về gánh cái hòm để bên vai để đưa cha vào nơi làm lễ trà tỳ là thiêu. Nhưng Phật là thái tử Tất Đạt Đa đó không ở nhà dính líu và vướng mắc với người cha để kế ngôi vị, nhưng mà ngài phải gì? Ngài phải từ bỏ ra đi để gì? Tìm con đường giác ngộ giải thoát cho mình, không còn sanh già bệnh chết, để giúp cho chúng sanh ra khỏi vòng luẩn quẩn sanh tử luân hồi. Lúc Phật ra đi, Phật cũng gì? Vẹt cái màn nhìn Gia Du Đà La, nàng ơi ở lại lo cho con mọn nhé. Hôm nay có ai đi kiểu đó không? Đêm khuya này xa nặng,
không ạ? Dắt ngựa kiền trắc ra, không ạ? Vẹt tấm màn nhìn thấy đang ngủ. Lúc bình thường thì tha phong tha son, không quên, tha son tha son tha phấn lên mặt mày nhìn thấy hồng hào đẹp, nhưng mà lúc ngủ rồi sẽ tự nhiên mồ hôi nó chảy ra đường 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 giống như chiếc suối, giống như suối chảy, nhìn sao thấy tàn tạ quá. Và ngài mới thốt lên rằng gì? Gương mặt của em về già nó sẽ nhăn như khỉ, đúng không? Tay đẹp của em rồi thời gian nó co như khúc củi, củi khô, biết không? Tức là ngài biết đây là vợ, đây là con, nhưng không dính mắt phải ra đi. Chúng tôi đang nói cái chỗ mà không dính mắt, chứ không phải là mình thờ ơ. Có nhiều người người ta nói ông Phật Thích Ca Mâu Ni là cái ông này gọi là vô nghì bất hiếu, có cha mà không lo phụng dưỡng cho cha, có vợ có con mà cuối cùng phải bỏ đi vô rừng trốn chui trốn nhủi trong đó. Tức là họ không có hiểu, họ không có hiểu rằng là cái lý tưởng cao đẹp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đi tìm ra một con đường giác ngộ và giải thoát cho mình và cho tha nhân. Nhưng hôm nay chúng ta không đòi hỏi quý vị phải cạo đầu xuất gia, bỏ hết gia đình, lìa khỏi gia đình quý vị đi tu. Mà quý vị chỉ cần gì? Chỉ cần không dính mắt. Mà muốn không dính mắt thì quý vị phải niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Vì trong danh hiệu A Di Đà Phật nó có một cái chất liệu, nó tiêu cái ái. Cứ niệm lâu ngày đi, nó tiêu cái ái. Ví dụ bây giờ, thí dụ quý vị có đứa con, nó đi tù, ví dụ vậy đi, mà nó bị gặp nạn, nó bệnh, thì mình lo lắng hơn là cũng là chú đó đi tu mà không phải là con mình, đúng không ạ? Chắc chắn cái ý niệm này là sẽ có xảy ra. Hoặc giả quý vị không có đứa con đi tu mà đứa con của mình nó bị gặp nạn, nó thiếu thốn, thì mình sẽ lo lắng hơn đứa con khác. Cái đó là vẫn là cái tâm gì? Cái tâm dính mắt. Dĩ nhiên lo lắng nhưng mà không có buồn khổ, không dính mắt, thì nó rời khỏi cái tâm ái ra. Cái ý niệm mà kêu là, cái ý niệm mà kêu rằng có cái tâm bình đẳng không dính mắt, nó khỏe vô cùng, nó sung sướng an lạc vô cùng. Coi như hôm nay là đạo tràng chúng tôi giao lại cho chú Nhật Đức là chú Hiền với lại ban tổ chức trên này tự sắp xếp lo lắng ổn rồi đó. Tiền bạc chi phí điều tiết công việc coi như là ổn rồi đó. Rồi ở dưới kia hôm nay chúng tôi lui xuống tỉnh thất, cái tỉnh thất đó thì giao lại cho chú Nhật Minh, chú Quang sắp xếp điều tiết công việc coi như là ổn. Thì bây giờ chúng tôi có đi giảng chỗ nào, chúng tôi đi đâu, thì hai cái đạo tràng này nó vẫn bình yên sinh hoạt với nhau. Có chúng tôi ở nhà cũng như không có ở nhà, bắt đầu rút từ từ. Và lỡ khi mình đi giảng sanh thì người ta vẫn bình yên sống nơi này. Hiểu không nè? Chứ là chúng tôi không có lao mình dính mắc vào công việc. Mỗi người có một việc. Bây giờ cái việc của chúng tôi hôm nay ổn thỏa rồi. Và chỉ có khu chuyên tu trên đó làm một năm nay. Có nhiều Phật tử kêu trời ơi, lúc trước mà nhìn thấy thầy tròn trịa, thầy bập mạp trắng trẻo, bữa nay thầy đen như dân tộc. Thầy đổi nón cười thầy đi ra ngoài nó thầy làm miếng mà. Coi như là một ngày năm, một năm nay là coi như là lao mình ra làm suối, làm hồ, làm công việc ở tại khu chuyên tu nó hoàn thiện. Coi như là cái khu ở trên này làm không vất vả bằng khu dưới đó. Cái khu này nó chỉ có một cái đường nước mà lúc mưa nó mới chảy, chúng tôi làm mấy cái ống là xong. Còn ở dưới đó là một cái suối nó chảy, xây một cái đường hầm như đường hầm Thủ Thiêm đó, cho nước nó chảy trong đó. Coi như là cái khu dưới đó là khai sơn lập địa dưới đó, và trên này cũng khai sơn lập địa xong rồi giao lại cho mọi người. Từ từ bắt đầu mình rút lần, đến lúc Phật A Di Đà xuống báo con đã đầy đủ thiện căn và phúc đức, con ngồi lên cái đài vàng này, con về bên đó nghe, ok đây đó. Chờ cái giây phút đó, cái giây phút này là giây phút vàng son, cái giây phút này là cái số phút mà mình muốn là được, muốn là có, và làm đi sẽ thành công, chứ không phải là cái chuyện mà mình nói chuyện mà mơ hồ. Không phải chỉ mơ hồ, muốn đó là làm gì? Thì ngay bây giờ mình phải tích lũy cho đủ cái phúc đức và cái thiện căn. Đủ cái phúc đức đó là cái phúc đức để làm người, và cái phúc đức đó là hiếu thuận cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, từ tâm bát sát, làm 10 điều thiện. Đây là cái phước của nhân thừa. Nếu quý vị không làm cái phước của nhân thừa này mà quý vị bước sang cái phước của Phật thừa á, thì xin thưa là quý vị bị hỏng chân như xây nhà trên cát, xây nhà trên hư không.
Cái chỗ này tối quan trọng và Thượng Tịnh Không nhắc đi nhắc lại, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói đi nói lại rằng cái nền tảng nhân thừa là hiếu thuận cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, từ tâm bát sát, làm 10 điều thiện. Nếu không có cái nền tảng này thì xin thưa bạn mất cái nhân làm người. Bây giờ coi kỹ lại, mình hiếu thuận cha mẹ chưa, tôn trọng sư trưởng. Cái tôn trọng sư trưởng tức là mình biết vâng lời, gọi là tôn trọng, chứ trước mặt mình tôn trọng, sau lưng mình không biết vâng lời. Từ tâm bát sát chưa? Từ tâm bát sát tức là gì? Không gián tiếp giết và không trực tiếp giết. Không gián tiếp là không ăn thịt chúng sanh, không suối người ta ăn, đi bán mà mình không ăn. Có cái cô Phật tử ở trên Đà Lạt, quý vị biết cô ăn chay trường. Mà nguyên do cô ăn chay trường là do cái mục trong cái chân á, khi ăn mặn vô là mủ máu nó chảy ra, cô đau nhất, cho nên cô phải ăn chay trường. Mà ông chồng rất là khó khăn không cho ăn. Nhưng mà lạ, cô ăn chay trường cô vẫn bán thịt, cô gắt sắc thịt cô bán cho người ta ăn. Mấy lúc trước chúng tôi lên mà chúng tôi chưa có đặt nặng cái vấn đề ăn chay. Chúng tôi mười mấy năm về trước á, chúng tôi chưa có đi sâu vào cái vấn đề phóng sanh. Cũng có mà lớp lớp thôi. Nhưng mà khi thấy cô ăn chay trường mà cô sắc thịt, cô bán thịt, chúng tôi vẫn không có khuyến khích cổ. Mà đến bây giờ mình mới giật mình, mình khuyến khích không được nữa. Cái nghĩa là cô bán tập quá mà, rau nè, thịt nè, cá nè. Cô mua cá chết giờ cô bán nữa. Thịt làm rồi cô nói người ta ăn, mình bán cho người ta ăn. Thì như vậy mình đã không ăn mà mình khuyến khích người ta ăn, mình có mang tội. Mình mua về mình bán phải khuyến khích người ta ăn không ạ? Ở trong này có ai bán thịt heo không? Bán thịt heo là khuyến khích người ta ăn. Dĩ nhiên trong cái đạo tràng của chúng tôi rất là yên tâm và rất là tùy hỷ cái công đức của quý vị khi về đây nghe. Chỉ có đạo tràng chúng tôi mới đề xướng sâu mạnh về cái chuyện ăn chay với phóng sanh. Có những người nghe chối tai. Cái món này là món khoái khẩu. Gia đình chúng tôi đang rắc rối, chồng con nó đòi ăn, mà ông về ông cứ nói ăn chay ăn mặn, ăn chay ăn mặn. Biết ông nói vậy tôi chịu không nổi, tôi đau đầu. Đau đầu cứ nghe miết đi, nghe miết nó hết đau thôi. Vì cái này là cái chân lý bạn ơi. Bạn nghe không vô thì bạn nghe một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, rồi bạn cũng sẽ chấp nhận vô điều kiện. Vì đây là cái chân lý lẽ thật. Nếu bạn không làm thì lúc cái hậu vận thì bạn phải trả. Ăn miếng trả miếng thôi. Đó là tất yếu nó như vậy. Thì như vậy cái vấn đề mà hôm nay chúng tôi muốn đem ra chia sẻ với quý vị á, là cái vấn đề nguyên nhân lý do gì mà mình không được vãng sanh. Do cái ý niệm ái là dính mắc. Do cái ý niệm ái cho nên nó chấp thủ và nó mới sanh ra già bệnh và chết. Nhập thai vô sanh già bệnh và chết. Cái nguyên nhân chính của chúng ta rắc rối đó là cái tâm ái nhiễm. Nếu quý vị mà vướng vào trong cái giới này thì cái nhân làm người mất. Vì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo và không uống rượu. Bạn phải đủ 5 điểm này. Nếu bạn thiếu một điểm là phạm một trong 5 giới đó. Và nếu bạn biết phạm rồi bạn quay đầu ăn năn sám hối thì bạn thành công. Mà bạn cứ phạm mãi cho đến lúc lâm chung bạn ra đi thì bạn gì? Bạn ở lại lớp không được cái nhân làm người. 5 giới là 5 cái nhân cách đủ để làm người. Nếu thiếu một trong 5 giới này thì bạn mất cái nhân làm người. Mất làm nhân làm người thì đi đâu? Súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Hôm nay quý vị được cái nhân làm người là đời trước mình đã giữ đủ 5 giới. Cái này là Phật nói nha, chứ không phải thầy giác nhàn bịa ra. Cái này là chính xác Phật nói. Mà nếu quý vị phạm cái nhân này là cái giới tà dâm hoặc nói láo, hoặc uống rượu, hoặc trộm cắp, hoặc sát sanh, thì bạn mất đi cái nhân làm người. Mà khi mất cái nhân làm người này rồi đó, để bạn trở lại làm người khó vô cùng. Khó vô cùng khó. Nhưng dạo gần lại đây chúng tôi thấy những đứa trẻ mà khi qua bên phòng khách, sau khi buổi trưa giảng xong, ăn cơm xong khoảng 12 giờ mấy chúng tôi tiếp khách, các thai nhi họ vô rất đông. Kêu thưa thầy, con rất là khổ. Mẹ con phá thai,
Vừa rồi đây chúng tôi kể cái câu chuyện, đáng lẽ cuối cái buổi giảng này chúng tôi mới kể, mà giờ đây chúng tôi kể. Vừa rồi đây có một cái vị chiến sĩ Trần Văn Lợi theo một cô Phật tử ở Huế, bây giờ đây cô cũng ngồi đây. Và tuần trước chúng tôi ngồi nói chuyện với họ rất căng thẳng. Họ nói á, con thương cô này, con lấy cô này làm vợ rồi, cô này cũng có con với con, và cô này cũng phá thai, bây giờ mấy đứa thai nhi nó cũng đi theo đây nè, thầy quy y cho nó đi. Rồi dắt con á, đi đến một ông thầy đó, rồi chù yếm con, nếu mà con không khéo, con nói nhỏ vô lỗ tai để con giả bà thím hay bà gì gì để cho mà đi về đó nghe, thì con là đọa đi ngục, và con bị người ta bắt, người ta nhốt rồi, con khổ biết bao nhiêu, con thù bây giờ, con làm cho tan gia bại sản, bên con làm cho gia đình phải nói là không còn của cải. Nhưng mà cô này rất có cái tâm tốt với con, còn tiền lấy cúng cho con. Hôm nay cô mới lên, cô kêu là còn nửa chỉ vàng mang đi theo phòng thân, là lấy ra luôn để phóng sanh làm lợi ích cho con. Đáng lẽ con theo cô này cũng báo, con làm cho cổ ung thư thế kia thế nọ, bởi vì con ghét cổ là cổ đi nhờ các thầy khác chù yếm con, dập con. Cho nên bây giờ hả là con bực tức, con làm gia đình đó coi như là đi đến cái vấn đề gọi là nghèo nàn ở nhà mướn luôn. Ông mới nói rằng là con mà làm cho họ được vậy con mừng, con sướng lắm. Chính ngay cái ý niệm mừng sướng mà người ta khổ đó, mình vui theo á, mình bị một cái nghiệp. Cái nghiệp đó là cái nghiệp tổn cái phước, không được cái nhân làm người nữa. Thì chúng tôi mới ngồi nói chuyện xong rồi chúng tôi kêu riêng bản thân của chúng tôi không chù, không yếm, không bắt buộc ai. Nếu có duyên đến đây nghe được chánh pháp để tu tập cho tốt á, thì ở đây tu, còn không thì đường ai nấy đi, chứ chúng tôi không có ý niệm này. Họ kêu thầy ở đây thầy nuôi rất nhiều bà cụ, người ta niệm Phật á, con thích ở đây rồi. Đại khái là nói rất là căng thẳng. Rồi cuối cùng cái là hoan hỷ. Thì hồi nãy lên kêu rằng là đáng lẽ con xin lên con nói, nhưng mà con nhờ thầy để nói cho mọi người biết cái tâm nguyện của con là thôi bây giờ tha cô này, không có đi theo báo, mà cô này cái tội lớn lắm, cô phá một cái thai. Bây giờ cái hương linh nó còn theo nè, tức là mấy đứa con á nó còn theo đây nè, nó kêu con thôi tha cô này đi, mà con chưa tha đâu. Nhưng hôm nay con vô chùa con thấy mọi người tu hành, con thích quá, thôi bây giờ thầy nói cho đại chúng biết rằng là cái oan gia trái chủ á, khi người ta theo là nên phát tâm tu hành, nên gỡ chứ không nên kết. Cho nên thành ra chúng tôi đi theo đúng đường của Phật dạy, gặp họ là quy y cho họ, khuyến khích họ tu hành. Nếu mà cái nghiệp duyên giữa hai người nặng quá thì thôi mình cũng đành chịu, cho mình không có hại họ, bởi vì người đó cũng là một chúng sanh chứ không phải là ma quỷ gì cả đó. Cho nên thành ra hôm nay chúng tôi thông báo đến quý vị là cái nghiệp mình mà khi sát sanh thì mình mất đi. Ví dụ như ở trong này có những người đã lỡ phá thai nhi rồi, đây là cái nghiệp sát sanh, đúng không? Mà thí dụ mình lỡ với người chồng mình đi, chồng đã cưới hỏi đi, thì không có phạm giới tà dâm. Nhưng lỡ với một người khác mà không cưới hỏi thì phạm giới tà dâm, đúng không ạ? Thì như vậy mình đã lỡ rồi, thôi hôm nay mình ăn năn sám hối tu tập, phải tu tập thực sự á, ăn chay phóng sanh tu hành tu tập thực sự, thì sao? Thì từ từ cái phước, cái thiện căn nó gì? Nó nhiều hơn cái tội. Bây giờ mình lo mình tạo phước chứ mình không tạo tội nữa mà. Mà nhiều hơn tạo cái tội, cảm được với Phật, Phật đưa mình về bên Tây Phương Cực Lạc. Nói chuyện đang phải chuyện ngụ ngôn nha. Mà khi về tới bên đó rồi, cái nhân ác mà mình đã phá thai, cái nhân ác mình đã ăn thịt chúng sanh, cái nhân ác mình đã làm tội lỗi đó, nó không có cái duyên để cho cái quả ác nó trổ. Hiểu không? Tức là suốt ngày chỉ nghe Phật thuyết pháp, đi cúng dường mười phương chư Phật, nghe tiếng suối reo cũng là bài thuyết pháp, tất cả những cái duyên cho mình á là toàn là duyên lành, duyên gặp bậc thượng thiện nhân, duyên gặp được Phật, duyên được nghe chánh pháp, thì không có cái duyên ác để khởi, để nó kích động vào cái nhân ác để nó khởi ra, nó trổ ra cái quả ác. Còn ở cõi này cái duyên thiện ít quá, chủ nhật về đây được xem, vô trong chùa ngồi được 2 tiếng nghe thuyết pháp phóng sanh, rồi khi ra trở lại bên ngoài duyên ác quá nhiều. Duyên ác là người ta mời mình đang đám cưới nè, người ta mời mình đi chuyện này chuyện nọ nè, rồi người ta kêu mình hùng hạp làm ăn những cái nghiệp, những nghiệp xấu nè. Bây giờ cái cõi này là Phật nói là cái cõi gọi rằng là ngũ trược ác thế. Ngũ trược là kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, phiền não trược và mạng trược. Trược là dơ giấy, mạng trược là thân thể này nó dơ giấy. Và kiếp trược là trong cái kiếp này nó không có được thanh tịnh, không ạ?
Và như vậy trong này là ngũ trược mà còn ác thế nữa. Quý vị nghe danh từ trong này không? Ngũ trược mà ác thế. Thì Phật nói muốn ra ngũ trược mà ác thế này đó thì nên về tới Tây Phương Cực Lạc. Thì cái cảnh giới này là cái cảnh giới do công đức của Phật A Di Đà tạo nên. Còn cái cảnh giới này nè, cảnh giới ta bà này nè, là do nghiệp lực con người tạo nên. Ở bên đó Đức Phật A Di Đà xây nhà bằng bảy báu đủ hết rồi. Còn mình ở đây muốn xây một căn nhà là phải gì? Rất vất vả khổ cực, dầm mưa giải nắng, mà có được đồng tiền cũng là cực khổ lắm à. Còn riêng chúng tôi, cái duyên đi giảng Phật tử gửi đến, chúng tôi làm cái khu đó không phải đi mần mò lo lắng xin xỏ cực khổ làm ăn, mà chúng tôi đi giảng kinh thuyết pháp, mọi người nghe người ta tùy hỷ. Sẵn trong mạng mình có tài người ta mới cúng, chứ trong mạng không có tài họ cũng không có cúng. Mà cái tài này tạo từ đâu? Từ cái phóng sanh 500 ngàn một tuần, rồi đến 1 triệu, rồi đến 10 triệu, rồi bây giờ là 20 triệu, rồi in kinh, rồi làm những cái phước đó, cho nên nó sanh ra tài. Mà có tài rồi người ta cúng, bắt đầu mình đi làm công việc Phật sự thì thấy nó ổn thỏa. Nhưng cái cương vị chúng tôi thì làm như vậy được. Còn cái cương vị của quý vị thì sao? Mình phải lam lũ lo làm ăn, mà tìm cái nghề gì nó thiện thiện chút. Cũng như cái cô đó, cô nói thưa thầy, con ở Vũng Tàu con làm cái nghề, mà cái nghề này con nói là tội ác. Hỏi sao vậy? Bán rượu nè, và cái hồ cá gọi là ăn ăn đồ tươi sống. Con cá đang bơi bơi, con tôm đang bơi bơi, vô chỉ con cá này là mang con cá xuống đập đầu. Rồi gì nữa? Đưa rượu cho người đó uống. Bán mà, tức là cái quán đó là quán ăn đồ tươi sống, gọi là hồ quán. Trong đó có cái hồ. Rồi biết làm trò gì nữa không? Đưa cần câu ra ngoài đó câu, dính con nào mang vô nấu con đó. Có nghĩa là bán đồ ăn tươi sống rồi, còn kêu người ta phải móc họng con cá nó lên mới cho ăn. Nghe đĩa chúng tôi rồi một cái sợ quá rồi. Chúng tôi đi xuống Vũng Tàu giảng, chạy qua lạy thầy, con xin quy y, thầy quy y cho con. Quy y xong, thọ năm giới xong, về cái kêu con không biết chuyển nghề gì hết, nay con làm tiếp. Tức là cái duyên ác nó trói bạn. Nếu mà bạn làm cái nghề khác thì không đủ tiền để chi phí. Cái tiền đó và cái công việc và cái cuộc sống nó đang trói buộc bạn. Và hỏi thầy, bây giờ thầy có cách nào để thầy giúp cho con cái nghề mà thiện lành nhiều tiền hơn không? Chán nhàn kêu bó tay chấm con. Đòi hỏi quá đáng. Cái nghề gì mà nó thiện lành nhiều tiền hơn mới được nha. Chết tiền hơn không được. Vì sao vậy? Mất tiền không đủ chi phí. Thì bây giờ mình tự nhủ lại với lòng là bớt chi phí, thiểu dục chi túc. Người ta không chịu, vì cái nghiệp người ta đang trói buộc. Ở đây có một cô bán vé số, chúng tôi nghĩ bán vé số chắc đợt này cũng vẫn còn xuống. Một tuần cổ mang 15 ngàn xuống cúng dường một cuốn kinh, không dám ăn sáng. Bà biết, cô biết cái nghiệp của cổ là đời trước không biết bố thí, cho nên đời này nghèo đi bán vé số. Bán vé số ở vỉa hè, nhưng mà biết tu cho nên thành ra không có mời như mấy đứa kia. Mấy đứa kia nó cứ nhét vé số vô mặt bị người ta chửi miết à. Còn cổ cứ đi vòng vòng, có vừa niệm Phật có vừa đi để mà người ta mua. Một tuần mang xuống 15 ngàn cúng dường cúng kinh, chúng tôi cầm mà cầm trân quý đưa trên đầu. Cái tâm của cổ nó chân thật. Hỏi một tháng có lời được bao nhiêu, cái không bao nhiêu tiền, con đủ ăn. Mà con vui lắm thầy. Lúc trước con chưa hiểu biết đạo, con chưa có về chùa thầy. Đêm đêm suy nghĩ làm sao có tiền, làm sao phải làm nghề gì. Nằm đêm suy nghĩ nát đầu nát óc, mà cuối cùng cũng không có công việc gì làm hết trơn. Cuối cùng thôi an bằng thủ đạo, chấp nhận nghèo mà giữ đạo. Con bán vé số, chủ nhật thầy con xuống chùa thầy, nhưng mà con không có xuống chùa thầy, con bán. Con bán ở đâu? Trên chợ, chỗ này chỗ nọ. Mà con bán vé số, con khỏe, con muốn đi chùa thầy, bữa nào con đi. Tự nhiên cái tâm nó quay lại, nó chuyển ác hành thiện liền. Tuy rằng nghèo vẫn bán vé số, nhưng mà vẫn rất an vui. Chúc con 65 inch. Chúng tôi vô ở khu chuyên tu, cái cô đó biết sao, cô năn nỉ, cô tha thiết, cô gửi lên cái tivi Samsung 65 inch. Hỏi cô mua bao nhiêu, cô không có nói tiền bao nhiêu, cuối cùng biết hình như gần cả 100 triệu. Thì cái tivi chúng tôi là không có coi thời sự, không có coi phim kiếm hiệp, không có coi phim tình cảm. Không có, chỉ có mở đĩa hòa thượng.
thế thôi, chứ không có coi nhiều. Thì mở đĩa Hòa Thượng ra xem mấy ngày hôm nay, khi mà tâm mình thanh tịnh, nó khế hợp với cái tâm của Ngài rồi, tự nhiên mình nghe Ngài nói cái gì nó cũng có lý. Hay quá. Cái tối cái nằm mơ gặp Hòa Thượng. Gặp Hòa Thượng thì Hòa Thượng đang ngồi trên pháp tòa để giảng. Chúng tôi ngồi ở dưới cũng như quý vị đang nghe. Thì nghe xong cái chúng tôi lại gần là Ngài quắc lại, thì chúng tôi lại gần quỳ ở dưới, thì cũng có một vị kia biết tiếng Tàu mới dịch ra. Chúng tôi kể một tràng lan đại hải chùa của con ha, Phật tử chủ nhật về đông lắm nè, rồi có phòng hộ niệm nè, rồi nuôi mấy bà cụ nè. Trời, kể quá chừng luôn. Ngài cười, Ngài hoan hỷ. Xong đổi cái là chúng tôi kể thì có người thêm phiên dịch vậy đó. Đổi cái Ngài hoan hỷ xong cái Ngài kêu thôi vô đây. Nghĩa là chúng tôi đi theo Ngài vô. Rồi cái ông thanh dịch, ông thanh, cái người mà thông dịch viên á, là ông đi trước tôi, trước chúng tôi gọi kêu bằng là lấn 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 chạy trước mặt ông luôn. Tức là chạy qua mặt ông và để đi gần Hòa Thượng. Đi gần lên xong cái Hòa Thượng dọn cơm lên, dọn lên một cái bàn. Thì Hòa Thượng ngồi một bên, chúng tôi ngồi một bên đối lại với nhau, còn cái ông thanh dịch viên cho ngồi dưới đất. Bây giờ ông cư sĩ mà, cho ngồi dưới đất. Đổi cái Hòa Thượng nói tiếng Việt Nam được. Nói tiếng Việt Nam được thì ngồi nói chuyện với nhau cũng nhiều lắm, nhưng mà thôi bí mật chưa nói ra. Nói vậy thôi cũng có gì bí mật, nói lúc đó nhiều lắm mà giờ quên hết trơn à. Nói chuyện một chập thiệt lâu. Xong rồi cái là nghe đồng hồ, đồng hồ thì chưa tích. 1:30 thức dậy. 1:30 thức dậy thì cái đồng hồ lật ra coi thì đúng 1:30 thức dậy, ngồi niệm Phật. Thì tự nhiên trong người nó thấy nó lạ lạ kỳ. Thì chúng tôi mới sực suy nghĩ lại thì mấy ngày hôm nay coi đĩa của Hòa Thượng nhiều quá. Từ cái ý niệm mà mình coi đó, cho nên nó thâm nhập vô trong cái a lại gia thức của mình, trong tối nó quay cảnh trở lại. Gọi là danh từ nhà Phật gọi là biến tướng a lại gia. A lại gia thức là cái tàn thức nó chứa đựng những cái chủng tử, khi nó quay ra, nó hiện ra cho mình thấy. Nhưng mà đây là một giấc mộng lành và chúng tôi rất là ưng ý, rất là thích. Và chúng tôi ngồi suy nghĩ, nếu mà mình niệm Phật lâu ngày, nhìn hình ảnh của Phật, thì mình trong mơ sẽ thấy Phật hiện lên, Phật A-di-đà hiện lên. Trong mơ sẽ thấy Phật, gọi là tương tự tức Phật. Và nếu cái ý niệm này được duy trì lâu dài, thì cái chủng tử và cái tâm thức của mình cảm với Phật, mà Ngài Đại Thế Chí nói là nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại, tương lai nhất định thấy Phật. Điều này không phải là vọng tưởng. Riêng đối với nhà thiền thì gặp Phật, giết Phật, gặp ma, giết ma, gọi là phùng Phật, sát Phật, phùng ma, sát ma. Cái ý niệm mà khởi lên nghĩ về Phật vẫn là vọng tưởng, cho nên họ giết cái ý niệm đó, không có theo ý niệm đó. Lúc trước chúng tôi ở thiền viện Trúc Lâm thì tu thiền tức là đi bằng con đường chân không, tức là không chấp nhận bất cứ một ý niệm gì khởi lên, dầu đó là ý niệm Phật. Tức là họ đi bằng cái con đường chân không, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Xin thưa, con đường này khó đi, rất khó đi. Còn chúng ta là đi bằng con đường diệu hữu, đi từ sự mà vào lý, từ tướng mà vào tánh. Từ sự tức là chúng ta nương cái danh hiệu Vạn Đức Hồng Danh A Di Đà Phật, chúng ta niệm cho lâu ngày tâm mình tương ưng với tâm Phật. Mà trong kinh nói là năng niệm là mình, sở niệm là Phật, không còn hai tánh không tịch thì Phật xuất hiện. Chúng ta phải phân biệt con đường rõ ràng, mình đang vị trí tu thiền hay là tu tịnh độ. Hôm nay chúng ta đang là vị trí và đang là con người hành giả tịnh độ, thì chúng ta nói sâu về tịnh độ. Vì vậy cho nên thành ra khi Ngài Đại Thế Chí nói nếu bạn nhớ Phật, niệm Phật. Nếu bạn niệm mà bạn không nhớ, tức là cứ A-di-đà Phật, A-di-đà Phật mà trong đầu nghĩ ở đâu ạ? Không biết gạo còn không đây? Rồi
Không biết tối nay ổng đi đâu mà đến 12 giờ chưa về, 12 giờ khuya mà chưa về. Đại khái mình ngồi niệm Phật mà đầu trong tư tưởng của mình nó không nghĩ vẩn vơ, thì mình miệng niệm Phật mà tâm nhớ gạo, nhớ chồng, nhớ con, nhớ tùm lum, thì người này không thể thấy Phật. Người này không thể thấy Phật. Mà người này đòi hỏi niệm Phật phải nhớ Phật, thì người này sẽ thấy Phật. Khi nào thấy? Khi nào bạn niệm cho đến lúc năng niệm là mình, sở niệm là Phật, bạn lạy cho đến lúc mà năng lạy là mình, sở lạy là Phật, tánh không tịch, thì Phật xuất hiện. Mình làm chưa đến giai đoạn này cho nên Phật chưa xuất hiện. Ở trong giấc mộng thức dậy rồi lạ kỳ có một điều này xuất hiện, chỗ này quan trọng lắng nghe. Khi mình gặp những vị hòa thượng đạo cao đức trọng bằng thực tế hoặc giả là qua giấc mộng, hoặc giả mình gặp các vị Bồ Tát hoặc gặp các vị Phật, thì trong người mình nó có một cái điều xuất hiện xảy ra. Cũng như là chúng tôi gặp bên Hồng Kông năm 2010, thì ngồi gần bên Ngài thấy Ngài có một cái năng lượng từ trường tu tập khá đặc biệt, nó cảm đến mình. Tất cả những người trong con người chúng ta đều có cái năng lượng từ trường hết. Phật thì có một cái năng lượng từ trường, đó là danh từ khoa học mà nhà Phật mình gọi là ánh hào quang. Ngài có ánh hào quang ngũ sắc, năm màu rất đẹp. Còn con người chúng ta mà người thiện á, thì nó có ánh sáng màu trắng pha vàng. Còn nếu con người chúng ta mà đang bực bội sân hận thì nó ra cái ánh sáng màu xám đen. Tất cả trong người chúng ta đều có cái năng lượng từ trường nó tỏa ra hết. Thì khi mình gặp được như vậy thì trong người của mình nó có một cái sức tinh tấn, một cái niềm hoan hỷ, rất hoan hỷ. Cho nên trong này Phật tử về xem đĩa thầy nhiều, trong mơ gặp thầy nữa nha. Có một cô Phật tử cô cũng kể, cô kêu con xem đĩa thầy mà xem ngày xem đêm, cuối cùng trong mơ con gặp thầy. Cái điều đó chứng tỏ rằng là Ngài Đại Thế Chí nói là nếu bạn nhớ Phật, bạn niệm Phật thì trong hiện tại này bạn thấy Phật. Một là thấy trong mơ, hai là đủ tiêu chuẩn bạn có thể thấy thiệt, mở mắt thấy luôn. Và cái thấy mà thấy vĩnh viễn, thấy thường hằng, đó là về tới Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta thấy vĩnh viễn luôn, lúc nào cũng thấy. Thưa quý vị, sáng hôm nay 1:30 thức dậy cho đến 2 giờ công phu, anh này đang có một cái chánh điện riêng, chúng tôi tu riêng bên cái chánh điện, thì cái thiết đặt cái chánh điện. Còn bà cụ thì cũng tu một cái chánh điện nhưng mà nó nằm ở phía cái phòng vãng sanh kề bên. Thì một mình chúng tôi đang lạy Phật thì tự nhiên nó phát khởi ra một cái ý niệm này. Coi như hôm nay chúng tôi chia sẻ một số những cái kinh nghiệm tu tập. Quý vị cố gắng ngồi lắng nghe. Hôm nay chúng tôi lắng sâu vào trong bên trong định để nói chuyện chậm rãi, sâu sắc. Quý vị phải kiên trì tập trung ngồi lắng nghe. Khi cái tâm mình tập trung cao độ thì tất cả những cái lời nói của chúng tôi nó đi vào tâm cho quý vị, tức là nó đi vào trong cái tàng thức của mình. Nhưng xin thưa, chúng ta không thể nghe trong một ngày một buổi được. Nếu chúng ta đạt như trình độ Ngài A Nan á, nghe một lần là nhớ hết, coi như là Tam Tạng Kinh Điển Ngài A Nan nhớ hết, Phật nói ra bao nhiêu thì Ngài nhớ thuộc lòng. Nhưng chúng ta không có khả năng này là do cái tâm của chúng ta nó vọng tưởng, nó phân biệt, nó chấp trước, nó không có cái sức định, cho nên khi chúng ta nghe bên tai này thì nó lọt qua tai kia. Có nhiều Phật tử nói, ồ bữa nay thầy Nhàn ông giảng hay lắm bà ơi, hỏi hay sao, quên hết trơn rồi. Bởi vì cái sức nhớ của chúng ta nó không có sâu. Vì sức nhớ không có sâu là do sức định nó không có sâu. Vì sức định nó không có sâu là sức niệm nó không có được liên tục. Nếu chúng ta niệm Phật liên tục thì cái sức định chúng ta nó sâu. Và khi cái sức định chúng ta nó sâu thì cái trí tuệ chúng ta nó khai mở và cái trí nhớ chúng ta nó đặc biệt.
Chúng tôi thấy cũng có cái lạ khi chúng tôi lên trên này, không những chúng tôi nhớ mà nó lại khai triển thêm những cái điều nhớ, mà không phải nhớ mà chúng tôi sắp xếp ở dưới rồi chúng tôi lên đây nói, mà lên đây tự nhiên cái trí nhớ mình nó khai mở ra mình nói. Cái này không phải là trí thức vay mượn, chúng tôi học thuộc lòng chúng tôi lên nói, mà đây là cái sức định do mình niệm Phật. Lên đây bắt đầu mình tỳ cơ, bắt đầu mình nói, mình mới khai triển thêm ra. Thì cái lối thuyết trình này hơi khó. Hầu như tất cả các vị thầy, các vị pháp sư đòi hỏi phải có cái giáo án trước. Nếu không có giáo án, nhìn vào từng mục để giảng đó thì lộng cộng và có thể nó lạc đề. Tuy nhiên chúng tôi hôm nay không phải mình tự khen mình là giỏi, có sức trí nhớ sâu, mà ý chúng tôi muốn nói để cho quý vị tin rằng từ khi bắt đầu chúng tôi thực hành cái phương cách niệm Phật thầm nhép môi á, hôm nay chúng tôi vẫn giữ cái cách này. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Sáng hôm nay chúng tôi nói bà cụ ơi, Giác Nhàn lên trên pháp hội giảng nha. Bà kêu thầy đi lên sớm đi, 8 giờ mà còn chưa có lên nữa, Phật tử người ta trông thầy giống như là mẹ đi chợ về nhà. Bà cụ có nói vậy. Xong rồi bà kêu thầy còn lon sữa nào không? Giác Nhàn kêu bà cụ mà niệm thầm trong tâm là Giác Nhàn không có cho sữa đâu, bà phải niệm nhép môi ra tiếng tha có hơi Giác Nhàn mới đưa sữa cho. Bà kêu như vậy ngang, bữa nay là ở nhà là niệm có tiếng đó, chút nữa phải mang sữa vậy á. Bây giờ chiều bà cụ không có ăn, nhưng mà thú thiệt là lúc nào cũng có hai ba lon trong tủ. Anh này coi như là từ nhỏ đến hôm nay là 42 tuổi và đi tu 30 năm, bữa nay mới được ở chung với bà cụ. Mỗi buổi trưa khoảng 11 giờ mấy, 12 giờ chúng tôi qua thấy bà nằm ngủ rất là ngon, nằm nghiêng bên tay phải. Và bà ngủ thì răng nó hết rồi cho nên thở. Thấy thương thì sao? Răng nó hết rồi cho nên thành ra nó không có giữ gió được ở trong cái đó. Bà cứ thở, đứng có mắc cười. Thực sự mà nói thì theo như là Đức Phật dạy thì tất cả những người lớn tuổi hơn mình là mẹ mình. Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương á, những người lớn tuổi hơn mình 5-3 tuổi là chị ruột, bằng tuổi là anh em sanh đôi, và lớn tuổi hơn nữa đáng là người sanh ra mình được thì gọi là mẹ ruột mình. Khi mình có ý niệm này thì cái tâm mà để khởi lên để mà ái nhiễm nó không còn. Dầu đó là người dân nước lã cũng phải nghĩ như vậy. Lớn hơn mình là anh ruột, và lớn hơn nữa gọi là cha ruột. Mình có ý niệm này. Tuy nhiên trong đời này, cái người mà cho mình được cái thân thể hình hài này, we'll be right back.